Hay gọi anh là bất tử trong bàn nhậu. Bất tử trong bàn nhậu. Bất tử trong bàn nhậu à. Đậu đậu trong tình yêu của em. Hỏi xem chừng nào, nếu mà tình yêu mình đủ lớn thì chừng nào em có thể cho anh bước tới. Bước tới là thành người yêu quá hả chú? Cưới vợ đó con, cưới vợ. Khi nào mà coi như là bao nhiêu lâu thì có thể cho anh cưới em được. Tại vì tụi hai đứa cũng có thể làm đám cưới được rồi. Bước tới đó, con hiểu không? Dạ dạ dạ. Hỏi đi, hỏi coi. Xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt sân khấu nha, giới thiệu về mình đi em trai. Lời đầu tiên cho con lời chào chú Quyền Linh. Rồi. Cô Hồng Vân, bạn nữ bên cạnh và tất cả mọi người ở đây ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Đặng Hoàng Anh, năm nay con 27 tuổi. Quê quán là Bến Tre. Nghề nghiệp con là con đang làm trong ngành xây dựng. Mà giờ đang xây dựng ở đâu? Dạ, công việc hiện tại con cũng ở Bến Tre luôn. Mời nhà gái. Con giới thiệu đi. Con xin chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh và chào bạn Nam, chào quý vị khán giả. Con tên là Diễm Huyên, năm nay con 26 tuổi, con đến từ Quảng Ngãi. Nghề nghiệp của con hiện tại là nhân viên văn phòng cho một công ty Nhật. Mà con làm ở đâu? Dạ, con làm ở quận 7. Bạn kia thì lại làm ở tuốt Bến Tre à? Con có thích Bến Tre không? Dạ, con thích kẹo dừa. Con nói luôn về điểm yếu, điểm mạnh của mình đi. Điểm mạnh của con thì con vui vẻ với mọi người. Con thích quan tâm người khác, dạ. Những người mà con yêu quý á. Và trong chuyện tình cảm thì con rất là rõ ràng, rạch ròi. Con có khuyết điểm gì không? Con có khuyết điểm thì con hay quên theo kiểu là não cá vàng. Dạ, với lại lâu về quê thì con vẫn còn ngủ với mẹ. Trời ơi, ngủ với mẹ là quá đáng yêu chứ sao mà khuyết điểm được. Rồi mời em trai, cho thằng gái biết được là ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của con là con biết nấu ăn, con chơi được nhiều môn thể thao, con hay giúp đỡ những người xung quanh con. Vậy là tốt. Dạ. Có khuyết điểm gì không con? Khuyết điểm của con là hơi ít nói, với lại con ít thể hiện cảm xúc bản thân của mình ra ngoài cho mọi người biết. Con có mấy mối tình rồi? Dạ, con thì trải qua được 2 mối tình. Mối gần đây nhất là bao lâu rồi? Dạ, chia tay hồi năm 2017 ạ. Chia tay vì gì con? Con vì áp lực của nhà bạn gái ạ. Bạn gái làm gì áp lực mà chia tay? Thì nhà bạn gái là gồm 3 chị em, 2 anh cũng làm ngành xây dựng, mà 2 anh thì đã thành công rồi. Vô phải bắt con vô một cái khuôn mẫu. Bắt theo khuôn mẫu của 2 anh đúng không? Dạ dạ. Vậy là hiểu ha. Con mấy mối tình rồi con? Con một mối tình hồi sinh viên, chính thức thì là một mối tình. Dạ, tụi con quen 3 năm xong rồi. Khi mà nghĩ tới những chuyện tương lai sau này á, thì cảm thấy không có hợp nhau nữa và chia tay. Chia tay cách đây 2 năm mà. Bây giờ mình đi đến một mối tình mới nha. Bây giờ cái mẫu người lý tưởng của con? Dạ, mỗi người của con thì chín chắn, điềm đạm. Trong công việc thì có ý chí cái tiến thủ. Bây giờ con có cần phải có nhà, có xe gì hay là như thế nào? Dạ, có nhà thì càng tốt à. Có nhà càng tốt mà chưa có thì sao? Chưa có thì con mới nói là có ý chí tiến thủ á. Là phải cố gắng để mà có một cái định hướng gì đó trong tương lai rõ ràng hơn. Rồi con có muốn cái người đó phải đẹp trai không? Giờ mình đẹp quá, mình phải muốn người bạn trai của mình đẹp cho xứng dạ với mình chứ. Đẹp trai dữ cũng mệt lắm cô. Vậy hả? Làm biến dữ hả con? Dạ, làm biến dữ. Rồi bây giờ con có sợ yêu xa không? Dạ, cái đó thì con không ngại. Nếu mà bạn Nam không ngại thì bạn Nam sẽ lên Sài Gòn thì con cũng không ngại. Thật ra thành phố ngay quận 7 đi Bến Tre thì không có xa đâu con. Dạ, hiện nay đường cao tốc rất là nhanh và đi qua cầu Rạch Miễu là tới rồi. Dạ. Không có khó, thậm chí Bến Tre lên Sài Gòn cũng nhanh ha. Dạ. Con bên đây làm xây dựng, muốn xây nhà lúc nào không được, quan trọng có tiền xây không thôi. Bây giờ con muốn tìm mẫu người lý tưởng thế nào nè anh trai? Con thích người bạn gái thì lễ phép, có cá tính riêng một chút, với lại dịu dàng. Cá tính mà dịu dàng hả? Tên tên. Dạ, con chào chú. Hết hồn chưa? Xinh quá. Con thật sự là xinh luôn á con gái. Dạ, con cảm ơn. Làm diễn viên là được luôn á, con làm văn phòng hả? Dạ, con làm văn phòng. Ơi. Bên đây đàn trai cũng hot boy đó. Nào, mời nhà gái. Đấy, trời ơi. Chào cô. Hello. Trai tài gái sắc đúng tôi rồi. Nghĩ là đúng với cái cặp này. Cô nói vậy là con hiểu rồi gì đúng không? Thì giờ cô muốn hỏi con nè, con có đặt nặng về vấn đề nhan sắc không? Thì người đàn ông mà lung linh thì nhờ người phụ nữ bên cạnh đó cô. Nếu mà đẹp vậy cũng được luôn. Được không? Được không? Rồi thôi bây giờ vậy hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với sếp của con ạ. Dạ, chào sếp. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thì xin chào em gái. Dạ em chào. Chào nhà gái.
Thì em là tên là Cửu Long, là sếp quản lý trực tiếp của Hoàng Anh. Hôm nay thì em đến em ủng hộ Hoàng Anh. Thì ở đây cũng nói về em gái Hoàng Anh. Nếu mà nhìn em gái này Hoàng Anh chắc sẽ đổ liền. Đổ rất ngay là mà liền đúng đổ phạt 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 đó. Dạ, anh ngồi đó là anh bấm nút liền. Nhưng mà ở đây chỉ còn cái quan ngại là giữa hai đứa sắp xếp về cái hai nơi thì có thể là trao đổi và thống nhất coi mình sẽ xây dựng một cái mái ấm hay là một cái gia đình ở đâu. Đó, xin cảm ơn đó, chương trình. Dạ. Dạ, cảm ơn sếp. Hay quá, cảm ơn sếp nhiều. Con đi với ai? Dạ, con đi với bạn đại học của con ạ. Dạ, con chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả, chào anh Nam. Thì con tên Thảo, thấy là anh bên này rất là được luôn á Uyên. Nhìn ảnh rất là điềm đạm, đẹp trai, cực kỳ đẹp trai luôn. Xoái ca sơ mi trắng luôn. Cái gu này hồi trẻ cô mê lắm luôn, sơ mi trắng quần jean. Con mong là hai bạn trên này thì cứ trao đổi. Nếu mà cảm thấy là có cái ấn tượng tốt về nhau thì mình cứ bấm nút trao cho nhau cái cơ hội cũng tìm hiểu cũng như là tương lai sẽ tiến tới hôn nhân, cũng giống như là con và bạn đồng hành của con một năm trước cũng đã từng ngồi trên ghế này và tụi con cũng thành đôi. Hay quá. Vậy mà chú không nhớ nha. Rồi chúc mừng con nha. Anh thích con trai hay con gái? Nói anh con trai con gái gì cũng được, không quan trọng lắm. Mà nếu như được đồ làm con trai thì anh sẽ thích hơn. Cũng như không. Qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi thì em cũng thấy là anh cũng hợp với những cái yêu cầu của em. Anh thì anh thấy em sẽ em nhìn anh kỹ hơn là anh nhìn em nhiều. Em rất là dễ thương, mong em hãy cho anh một cơ hội. Và chúc mừng hai bạn. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm cho ngày đầu tiên gặp nhau. Cho anh hôn em nhé. Thôi chúc mừng con nha. Dạ, con cảm ơn. Này, các bạn cũng sẽ giống như con có duyên nha. Dạ. Rồi, bây giờ thì mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi nha. Đúng rồi. Mở rào. Chào anh. Chào em. Cái quà anh gửi. Dạ, em cảm ơn. Em cũng quà tặng anh. Em tặng anh cuốn sách với lại chai nước rửa tay. Cuốn sách thì cuốn sách em rất là thích. Còn nước rửa tay thì đang mùa dịch cho nên em thấy nó rất là thiết thực ạ. Rồi, em cảm ơn ạ. Quà anh tặng em là giống kẹo dừa. À, kẹo dừa. Dạ. Dạ. Có hoa bi. Tại ở nhà với bạn bè hay ba mẹ cũng gọi là tên bi nên tặng bi cho em. À, là con tặng bản thân của con cho Nguyên luôn đúng không? Dạ. Nhận không Nguyên? À, dạ nhận. Dạ nhận. Con để đây nè. Rồi, để đây con. Bây giờ hai đứa cảm nhận về nhau đi nào. Anh thấy em với trong tưởng tượng của anh đó thì nó... Anh thấy em xinh, rất xinh. Rồi em cảm nhận như anh như thế nào? Thực ra em rất là thích con trai bọn sơ mi trắng. Dạ, hôm nay anh bọn sơ mi trắng nên em cũng rất là thích. Thí dụ như mà quen nhau á thì anh ở Bến Tre thì thí dụ như hẹn hò thì sao anh ha? Quan trọng là có lý do là anh lên được hết à? Dạ. À, quan điểm tình yêu của, về tình yêu của anh thì như thế nào ạ? Anh nghĩ là nên là niềm tin, hai người tin tưởng nhau thì sẽ vượt. Tin tưởng thôi hả? Thật lòng với nhau. Còn em thì trong tình yêu thì em rất là rõ ràng, giống như là quen nhau thì tỏ tình, còn chia tay thì phải nói chia tay. Dạ, phải rành rọi gì. Em thấy anh cũng ít nói, anh cũng khá là điềm đạm. Nói hết được rồi con ơi. Gặp con cái là đứng hình luôn, nói gì được nữa. Thôi thì chú hỏi giùm con. Dạ. Hỏi xem chừng nào, nếu mà tình yêu mình đủ lớn thì chừng nào em có thể cho anh bước tới. Bước tới là thành người yêu quá hả chú? Cưới vợ đó con, cưới vợ. Khi nào mà coi như là bao nhiêu lâu thì có thể cho anh cưới em được. Tại vì tuổi hai đứa cũng có thể làm đám cưới được rồi. Bước tới đó, con hiểu không? Dạ, dạ, dạ. Hỏi đi, hỏi coi. Ví dụ em với anh quen nhau. Dạ. Khoảng bao lâu mình bước tới giống chú Quyền Linh nói được em? Cái này thì nó tùy vào giai đoạn á anh. Khoảng bao lâu phải cho dạ. Nó biết cái khoảng thời gian. Dạ, nếu được thì sang năm là được à. Tại vì năm nay thì cũng mắc dịch rồi anh. Khoảng sang năm ha. Dạ. Rồi là hết dịch là bước tới đó chú. Bây giờ mình nói đi, mình nói cho bạn gái biết mình có tật xấu gì không, nói đi. Để nửa mai mốt về lộ ra là mệt lắm, nói trước đi. Dạ, anh có tật xấu gì không? Tật xấu gì không? Làm trong môi trường xây dựng thì nam nhiều. Dạ. Rảnh thì nhìn qua nhìn lại ra đi ra quán thôi. Mà quán nhậu giống như quán cà phê. Anh có hay nhậu không?
Anh từng thì cũng một hai lần giao lưu với mấy đồng nghiệp trong cơ quan. Dạ, đồ của anh bao nhiêu vậy anh? Đồ của anh nào nói em mắc cỡ. Chắc đồ nó lưu quá. Bạn bè với mấy anh đồng nghiệp hay gọi anh là bất tử trong bàn nhậu. Bất tử trong bàn nhậu. Bất tử trong bàn nhậu à. Hậu đậu trong tình yêu á. Vậy nó giao lưu là uống hết một lưu đó, chưa xỉnh đó. Dạ. Con hiểu sơ sơ rồi chú. Hiểu sơ sơ. Tinh thần sơ rồi con sơ, ha. Dạ. Nhưng mà ví dụ anh uống vô thì anh có gọi là anh có lầy lội hay là gì à? Không, anh này anh uống anh cũng ít nói, anh ngồi anh uống anh nhịn anh cười không à. Uống xong nó cười là hiểu rồi đó. Về phía con thì con đồng ý cái đó không? Anh có thể giảm bớt cái tần suất uống của anh lại được không ạ? Thì lúc đó anh đi chơi với em rồi, anh đâu có nhậu nữa. Bữa nào em làm cho anh buồn thì anh sẽ tiếp tục bất tử trên bàn nhậu. Đơn giản, hù vậy đó. À, nói chung nó còn trẻ, với lại đi giao lưu thì uống như vậy thôi. Chứ nếu có gia đình chắc không đến nổi với con hả? Dạ. Bỏ đi con ơi, tại vì á 27 tuổi ha, sau này còn phải lấy vợ, còn có con nữa. Mà uống nhiều quá là ảnh hưởng. Em có về Bến Tre chơi lần nào chưa? Dạ chưa à, em cũng muốn đi thử một lần cho biết. Có dịp anh mời em với mấy bạn về chơi. Dạ. Cha mời nhóm này mệt à. Ủa là một hết một nhóm vậy là bạn hả chú? Ừ. Được không? Rút lại được, con có quyền rút lại lời nói. Vậy đi xe lớn lớn chút xíu. Thôi 26 chỗ nha con. Dạ. Rồi. Con tưởng có 4 người đầu. Đâu 4 người đầu được. Cả hát cái rồi, đi cho nó. Hai đứa tiến lại gần nắm tay nhau hát giao lưu cái coi. Vậy con xin hát một đoạn cái bài này bài tiếng Nhật ạ. Kimi no toriko ni natte shimau kitto kono natsu wa zuzu suru no motto. À, con quên. Vậy được rồi, chúc cô. Con đáp lại một câu thôi. Con nói bạn câu được không chú? Được. Cái nút nó nằm bên tay trái dưới sau lưng ghế vậy. Rồi nhớ nhấn nha. Dạ. Nắm tay hoài vậy luôn hả chú? Nắm hoài đi. Cố gắng nắm rồi. Cảm xúc của hiện con giờ đang sao? Nắm lại. Nói đi, nói cảm xúc anh hiện nay nắm tay em sao? Nói đi cho bạn nó biết đi. Đã chú. Nói với Nguyên á. Nói chứ đã, nói với tụi chi. Nói với cái ông kia làm gì? Tay em mịn mịn. Dạ. Anh thấy em, em thấy anh sao hả? Em thấy anh hơi rung. Dạ nữa. Hồi nói con dạ tùm lum luôn rồi. Còn bây giờ mình nghĩ sao? Mình làm vậy. Tim mình rung động, mình bấm nút. Không rung động, không cần bấm. Để tay vào nút bấm đi. Hình như bấm rồi. Anh bấm rồi kìa. Tại con thấy chưa đếm. Không cần luôn, phá luật luôn đi con. Dạ. Rồi xong rồi đó. Sao vậy, rung quá hay sao vậy? Dạ. Hình như bấm rồi là sao? Giờ trong bồng con thấy sao? Nói hồi nói còn xỉu rồi chứ. Chính thức hai đứa bắt đầu hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay thiệt nè. Cho nắm tay. Dạ. Kỹ sư xây dựng hả? Dạ. Con phải đổ bê tông liền. Dạ, đổ bê tông. Xỉu không? Dạ, hết xỉu rồi. Bây giờ mình hứa với gia đình hai bên là cho phép tụi con hẹn hò với nhau. Thì con hứa sẽ bảo vệ cái mối tình này, chăm sóc mối tình này như thế nào đó. Nào, nói đi con. Dạ, thưa hai bác, em để đây con lo. Để con bảo vệ em ạ. À. Ừ, khoe đi, khoe với ba mẹ mình á. Ba mẹ ơi, con có bạn gái rồi. À, coi bạn gái nói nè. Dạ, tại vì hôm nay dịch cho nên mẹ con cũng không có vô được. Cho nên là con xin giới thiệu với mẹ đây có thể là bạn trai tương lai của con. Dạ. Con muốn nói với lại hai bác ở dưới Bến Tre ạ. Dạ, con chào hai bác. Hy vọng thì con với lại anh sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp ạ. Dạ, con xin hết. Được rồi đó. Rồi, trao nụ hôn đầu tiên, đôi gò má. Có thể hôn nhẹ một cái được.
ở đây là, đây là cha hôn con nha. Đây nè, đây mới là đó. Được cái nữa không? Cái nữa con. Con này là con lời quá, làm như con, con cũng có đường hướng. Nó cũng có đường hướng hết trơn, làm bộ nó làm cặp mưu á, con thiết âm mưu. Tại con quay qua ngay nó. Thôi giờ cho phép con làm lại đó. Rồi thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. À, chàng trai bên đây hiền quá luôn á, ít nói lắm, không thích mèo, chó thì ép lắm mới thích. Thường cái người mà không thích động vật có người ta sống cũng không có tình cảm. Đâu có, nói gì cũng đúng đâu. Thì mình có ở nhà mình có thể kinh doanh được không ấy, có đảm đương được việc kinh doanh không ấy? Em thích lắm á. Em thích lắm đúng không? Rồi đúng rồi, được. À, mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi em. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào bạn nam bên kia. Em tên là Lê Thị Mỹ Hiền ạ. Em năm nay gần 26 tuổi, nhà em ở Đắk Lắk. Em làm thư ký giám đốc marketing của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận B&G. Là làm ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Phú Nhuận. Dạ đúng. Quê thì mình ở Đắk Lắk. Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn bộ khán giả đang xem coi chương trình ạ. Em là Hoàng Đức Cảnh, quê ở Nam Định ạ. Lập nghiệp ở trong ở Đà Lạt, Lâm Đồng ạ. Em làm gì Đà Lạt? Dạ em làm là kỹ thuật viên xét nghiệm trung tâm y khoa Pasteur Đà Lạt. Em bao nhiêu tuổi? Em năm nay là 28 tuổi. Mình vào Đà Lạt sống và làm việc lâu chưa? Dạ em vô đây là được 6 năm rồi ạ. Sao anh chọn Đà Lạt để sống vậy ạ? Tính em tính nó hơi trầm tính nên là em thích cái cuộc sống nó cứ nhẹ nhàng thôi, yên bình hơn ha. Em có những thế mạnh nào? Em biết nấu ăn, lúc vui vẻ cũng hay hát hò. Có cái tật xấu nào không? Dạ, tật xấu thì em nhiều anh. Nhiều hả? Ví dụ cụ thể rồi. Cụ thể vài cái rồi. Em hút thuốc ạ. Hút nhiều không? Cũng hút nhiều chị. Tại vì đi làm về thì em ở một mình á chị. Em cực kỳ ghét mùi thuốc lá luôn á. Anh có thể bỏ được, bỏ hút thuốc lá được không anh? Chưa dám khẳng định nhưng mà cũng đợt này cũng không có hút rồi bạn. Vì cô đơn quá hút thuốc đó mà. Nếu mà không cô đơn ai hút thuốc. Không, nhưng bây giờ bạn gái chấp nhận ta bỏ thành phố Hồ Chí Minh, ta lên Đà Lạt với bạn thì bạn phải bỏ hút thuốc, bạn phải hứa người ta mới lên. Có sự trao đổi chứ đâu có khờ khơ. Người ta lên Đà Lạt được thì thuốc có cái gì là cái gì đâu. Ừ. Bỏ tới cái gì, bỏ ăn luôn chứ đừng kêu bỏ thuốc. Khoảng cách địa lý nó hơi xa đó, em thì làm việc thành phố Hồ Chí Minh, bạn trai thì đang sống làm việc Đà Lạt, em có ngại gì không? Thật ra thì em thích, rất là thích cái cuộc sống ở Đà Lạt, em thích cái khí hậu, thiên nhiên, con người ở đó. Cũng có ý định là về Đà Lạt sống hoặc là về trên Buôn Ma Thuột ở sống. Kiểu như em thích sống ở trên núi hơn là dưới đồng bằng. Nhưng mà hiện tại mà nếu như em về trên Đà Lạt hoặc trên Buôn Ma Thuột á thì cái cuộc sống, cái nghề nghiệp nó chưa được ổn định. Sau này mình phải có một cái tiềm lực nào đó thì mình mới về trên đó. Đúng được rồi. À, bạn trai có thể hỗ trợ bạn gái được trong cái khâu là mình hòa nhập với cái cuộc sống ở Đà Lạt hoặc là hỗ trợ bạn gái đi tìm công việc được không? Bạn học trường gì ra bạn? Mình học cao đẳng kinh tế đối ngoại, chuyên ngành em học là xuất nhập khẩu. Thì ví dụ như mình hướng nghiệp bạn ở nhà là mở một cái shop quần áo hay là shop gì đấy á. Thì mình có ở nhà mình có thể kinh doanh được không ấy, có đảm đương được việc kinh doanh không ấy? Em thích lắm á. Em thích lắm đúng không? Rồi đúng rồi, được. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Một mối tình rưỡi rồi anh. Mối tình rưỡi nữa, sao em gì cũng rưỡi ra vậy? Tuổi chung gần mà tình cũng rưỡi á. Em quen cũng khá là trẻ, đến 20, chắc gần 24 tuổi em mới có mối tình đầu. Một phần là sao mà cắt lòng, với lại hồi lúc đó là em đang làm hồ sơ để đi du học á. Xong cái sau khi em nộp hồ sơ xin lãnh sự quán để đi á thì em mới báo cho anh biết. Không chia tay ngay lúc đó nhưng mà tình cảm của anh dành cho em nó cũng nhạt dần. Cái rưỡi là do bạn của em. Sau khi chia tay cái người đầu tiên rồi thì lãnh sự quán lại trả lời là em bị fail visa. Lúc đó rất là buồn. Thì bạn của em mới giới thiệu cho em bạn của nó để nói chuyện cho vui á. Cái đó chưa gọi là mối tình chính thức, chỉ là làm bạn cho vui cái lúc buồn quá thôi đúng không? Ừ. Rồi. Tại mấy mối tình? Chính thức thì em quen ba. Cũng dữ quá hả? Mối tình dài nhất bao lâu? Dạ mối tình dài nhất là hơn 2 năm anh. Lý do tại sao chia tay? Lỗi nguyên nhân chính là do em thôi nha. Do em tại sao? Em vô tâm. Em vô có tâm. Một điểm xấu là vô tâm. Chà cái này không được nha. Quen bạn gái mình phải chú tâm, phải săn sóc, chăm sóc, mà chỉ vô tâm quá thì con gái ta đâu có chịu được đâu. Cái này mà vô tâm hoài không bao giờ có bạn gái luôn. Em cần một người phụ nữ như thế nào?
Em cũng không đòi hỏi gì cao, chỉ quan tâm kiểu như là lễ phép với bố mẹ mình thôi. Thôi cái đó dễ, còn gì nữa không? Em đi có chơi với bạn bè thì đừng có ghen với bạn bè, bạn em thì đôi khi có cả con gái ở trong đấy chị. Nên là khi khoảng bọn em đi chơi đùa thì nói chung đồng nghiệp cơ quan thôi. Cơ quan thì đâu có ghen đâu. Từ khi nào em giấu người đó mà người ta thấy giỡn người ta mới ghen thôi. Còn gì nữa? Em làm công việc có đi đêm đi hôm gì không? Dạ công việc của em thì làm hành chính đấy chị. Xét nghiệm mà lúc nào có thì xét, không có thì thôi. Em không thích gì người phụ nữ? Em không thích con gái hút thuốc. Con gái nào hút thuốc? Không hút thuốc. Em hút được bạn con gái hút thuốc. Em không hút thuốc. Em tưởng tượng cái người yêu mình mong muốn là người như thế nào? Dạ em thích cái người cao ráo một tí, rắn rỏi, có da có thịt, trần tính, lãng mạn. Em thích ngôn tình. Thích lãng mạn, thích Đà Lạt mình biết, thích lãng mạn rồi. Ít nói, ít nói với người khác nhưng mà phải nói chuyện được với em. Em không chịu được người vô tâm. Chà, chàng trai này hơi vô tâm đó nha. Bạn này ít nói gì khó nhưng vô tâm đã khó. Rồi bây giờ chắc chắn sẽ phải cải thiện nha. Có gì em không thích ở người bạn trai? Em cằn nhằn hoài bảo lắm. Ít dạ, nói thôi. Em thích người họ tính toán, họ chia ly nhiều quá đó. Kiểu đàn ông con trai thì phải thoáng một tí. Ăn mặc thì sạch sẽ gọn gàng chứ cũng đừng có bụ đà chảy chuốt quá, mà cũng đừng có lôi thôi lượn thượn quá. Yêu thương động vật, yêu thương con nít á, đừng có sống theo chủ nghĩa em một mình nhiều quá đó. Nhiều người họ rất là thích một mình, họ không chịu được con nít. Em có yêu thương động vật không? Thích con gì? Em không thích con gì. Không thích con gì đâu hả? Thích là con đi. Thích con gì đi? Thích con mèo. Con em bị dị ứng với ông mèo. Thích con chó không? Nếu mà cố gắng thì chắc được. Cố gắng mới được hả? Bên đó có thích chủ nghĩa cá nhân không? Nghĩa là hơi tự kỷ một mình á. Bên đây tự kỷ đó. Bên đây không có thích tự kỷ nha. Trời ơi, cô gái dễ thương quá. Cảm ơn anh. Chàng trai bên đây hiền quá luôn á, ít nói lắm. Không thích mèo, chó thì ép lắm mới thích. Thường những người mà không thích động vật, có người ta sống cũng không có tình cảm. Đâu có. Nói gì cũng đúng đâu. Có nhiều người người ta sợ động vật nhưng mà người ta rất tình cảm. Sợ nhưng mà người ta vẫn thích, chỉ là người ta sợ thôi. Còn nhiều người ta ghét luôn. Người ta ghét luôn hả? Ghét luôn là nguy hiểm lắm anh. Có ghét động vật không? Dạ em không ghét đâu. Dạ. Không có ghét. À bây giờ em nhớ là em có một loài vật em thích rồi. Thích gì? Là thích con gà, là thích con gà, là thích con gà. Ô, thích con gà. Ôi mừng quá. Coi chừng nó thích, tôi thích con gà là thích ăn con gà đó nha. Không, dạ, ngày xưa em cũng mê chơi gà nhưng mà bây giờ thì tại công việc xa nhà. Thích con gà hay là thích ăn thịt gà? Mê nuôi gà. Mê nuôi gà. Có ăn, thích ăn thịt gà không? Có luôn. Hả? Vậy là nuôi để ăn. Tóm lại bạn bên đây hiền lắm. Có chứng vô tâm nhưng mà nãy anh nói rồi, nhưng mà quan trọng á vẫn là do người phụ nữ hết. Lỗi thì do đàn ông rồi đó, nhưng phụ nữ nên chủ động chút xíu. Thì anh nghĩ rằng nếu em có bản lĩnh thì anh này sẽ ok, lên núi ở là hay rồi đó. Tại nhà em ở trên núi. Trên núi hả? Nhà trai có tính gia trưởng không? Em chào chị ạ. Chào em. Tùy vào nhận xét của mọi người thôi chị. Tùy là như... sao em? Có thể một trong một số vấn đề mà em nói ra thì mọi người nghĩ là gia trưởng. Ví dụ? Trong cái một số việc cơ quan em hay kiểu cứng nhắc, em hay không có... Em nghĩ quyết định đó là đúng thứ đó. Dạ. Như là mình rất là kiên quyết với cái quyết định của mình đưa ra mà chưa hẳn là đúng hay sai. Dạ, nói chung là cũng đấy cũng là một cái nhược điểm của mình. Mình phải lắng nghe ý kiến của người khác chứ đâu phải lúc nào mình cũng đúng đâu. Dạ. Ví dụ như gia trưởng là vậy nè, em lấy vợ về em có áp đặt vợ, ví dụ như là em không được đi làm, em phải ở nhà, em không được đi đây đi đó, em không được bận đầm quá ngắn, em không được mặc áo sexy, không được nhuộm tóc rồi nè. Nếu mà như vậy thì không phải rồi chị. Em thì nói chung bạn gái em thích bạn gái em sống như thế nào là thoải mái nhất. Thì bây giờ một người ở trên đó, một người ở dưới này đó, thì hẹn nhau bao lâu thì em thăm bạn gái một lần được? Không có việc gì thì chắc tháng em xuống được hai lần. Tháng xuống còn hai nếu lần. Mà tháng 6, tháng 7 mà em đi xuống này em học thêm một vài chứng chỉ thì có thể tuần em xuống một lần. Có thể gặp được. Vậy cũng được. Tuần à, một tháng được hai lần được không em? Nói nhưng mà có làm được không chị? Tại vì khoảng cách nó xa lắm á nha. Xa lắm đâu, ngủ đêm tới hả em? Cố gắng thôi. Rồi cô gái này xinh lắm, một hồi thấy rồi còn có động lực dữ nữa. Rồi cố gắng định hướng, nếu mà cô ấy chịu theo em, hai chồng ráng làm dành dụm mua miếng đất xây cái nhà nhỏ nhỏ ha. Nếu mà bạn ấy xác định lên thì em cũng còn mua được nhà. Rồi vậy là tốt rồi, lên Đà Lạt đi em. Một căn nhà bé xinh lãng mạn ha.
Ngôi nhà trên đồi. Trên đồi luôn hả? Có cái hàng rào rắn. Hả? Hôm nay mình có đi với người thân không? Em đi với bạn của em, với lại đồng nghiệp và sếp của em. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào bạn trai và chào toàn thể mọi người ạ. Em xin giới thiệu em là Cường, là sếp cũ của Hiền. Về Hiền thì trong công việc thì Hiền là một người rất là thông minh, nhạy bén. Còn về đàn trai ấy, anh nhìn thấy là bên ngoài thì mọi thứ đều rất là ok, hai người rất là hợp nhau. Còn bên trong ấy thì cái đó Hiền sẽ chắc chắn phải khám phá. Thì hy vọng Hiền cũng như là bạn trai sẽ nắm bắt được cái cơ hội này. Xin cảm ơn ạ. Chào đi với ai? Em đi với người thân, bạn em và đồng nghiệp em ạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và bạn gái. Xin chào tất cả các vị khán giả trong trường quay. Em xin nhận xét bạn gái này thì em thấy là rất là dễ thương. Cảnh thì hay ít nói nhưng mà trong những cuộc đi chơi với bạn bè ấy, thì là rất là nhiệt tình. Thì do hai bạn có thể là tìm hiểu chiếc công ty này thì em thấy là rất là ok rồi. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ chúng tôi sẽ mở rào cho hai bạn gặp mặt nhau nha. Mở hàng rào. Rồi đó bạn. Chào bạn. Xin chào anh. Bạn gái thích lãng mạn. Xin lỗi bạn, mình hơi bị mùa hoa lê kim. Thành phố hoa là thành phố Đà Lạt. Trời ơi, em là xin lỗi. Mình có mình trên kia không có gì tặng bạn bó hoa tại cảm ơn mình cũng hơi bị run. Cao ráo ha, xứng đôi ha. Bạn gái rất thích lãng mạn nha em. Lần đầu tiên em được tặng bó hoa như thế này á. Chung màu áo luôn ha. Chung màu ghế luôn. Chúc tặng em cái ghế luôn với bó hoa đem về luôn. Cho mình đổi cách xưng hô ạ. Anh muốn hỏi em về cái định hướng tương lai á. Anh thì anh sống cũng hơi bị thực tế một chút. Như em đòi hỏi về cái lãng mạn thì anh cũng khó về lãng mạn lắm. Anh sẽ cố gắng học. Ý là em lãng mạn bởi vì em thích cuộc sống như vậy cho nó dễ chịu, nó đáng sống thôi. Chứ không phải lãng mạn đến mức giống như trong ngôn tình hay là xến sổng sức mướt gì đâu. Mình sống mình phải có thực tế. Ví dụ như đi làm về tặng một cây hoa thôi, một cái bánh, một cái kẹo nhỏ nhỏ thôi. Lâu lâu nhắn tin quan tâm hỏi thăm nhau là được rồi. Chứ không cần phải giống như trong ngôn tình tỏ tình dưới mưa hay là gì đó. Đơn giản vậy thì anh nghĩ là anh cũng làm được. Em cảm nhận về anh như nào? Thực ra thì cái mẫu người lý tưởng nó không có thể áp dụng được với thực tế được. Con trai mà em thích là giống diễn viên Hứa Vĩ Văn á. Em quan trọng cái ấn tượng ban đầu. Nếu như ban đầu mình có ấn tượng tốt thì cái tình cảm nó mới phát triển được. Anh nghĩ sao về em? Bạn rất là xinh. Nếu mà bạn cho mình cơ hội tìm hiểu thì mình mới biết được tính cách của nhau. Thì mình không dám nhận xét về tính cách. Em nghĩ nếu như mà chọn cái điều tiên quyết mà để chọn một người chồng sau này á là không vô tâm. Em đúc kết được như thế này nè. Con trai á, ban đầu có thể là người con trai thích và người con trai thể hiện tình cảm với người con gái. Rồi dần dần người con gái người ta mới thương dần lên. Còn người con trai sau khi đạt được tình cảm người con gái thì tình cảm nó lại cứ nhạt dần lên. Một bên đi lên, một bên đi xuống. Mà người con trai thêm cái bệnh vô tâm nữa. Dần dần rồi tình cảm cũng đổ vỡ. Em đứng lên. Em tên ảnh rung quá em. Bây giờ cổ đã nói nguyện vọng của cổ rồi, em hiểu không? Dạ. Nắm tay cổ. Muốn hứa hẹn gì đó, muốn nói cái gì đó tận lòng mình, bây giờ muốn nghĩ cái gì. Cổ xinh không? Dạ, bạn rất xinh. Rất xinh, dạ. Em có thích không? Dạ có. Thích thì nói sao cho người ta biết là mình thích. Đây là một cái cơ hội dành cho em để thuyết phục cô gái này. Mình không dám hứa trước tương lai như thế nào. Nhưng mà nếu mà bạn cho mình một cơ hội thì mình sẽ cố gắng để lo được cuộc sống cho hai đứa sau này. Cảm ơn bạn ạ. Rồi, bây giờ quyền quyết định của các bạn. Bấm nút là chúng ta quyết định trao duyên cho nhau. Rồi, bây giờ quyền quyết định của các bạn. Bấm nút là chúng ta quyết định trao duyên cho nhau. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Mời hai bạn.
xin lỗi vì em không bấm nút. Nhưng không phải em chê gì anh hết, nhưng mà em thấy anh cũng không có tình cảm ở em. Là em rất là quan trọng cái ấn tượng ban đầu. Không phải ấn tượng ban đầu của em về anh là không tốt, mà là cảm giác yêu thương của hai người ấy, nó chưa có. Thật sự mà nói, đây là một chàng trai rất là hiền. Hiền đến mức cũng không dám thể hiện tình cảm của mình nữa. Tôi nghĩ rằng khán giả truyền hình cũng đang theo dõi rất nhiều cô gái thích chàng trai, và rất nhiều chàng trai cũng hợp ý với cô gái. Thông báo với chúng tôi chương trình Bạn Mối Hò để tôi kết nối tiếp tục quý vị nha. Còn bây giờ sẽ là những món quà dành cho hai bạn. Dạ, để ngược đội em là có hàm răng đẹp đều. Hả? Hàm răng đẹp. Hàm răng đẹp đều. Lãng mạn nhưng mà vừa phải thôi. Tại vì hồi nãy em nghe bạn nói là trải bông và đút nến vậy dài. Đúng rồi. Làm dạ. Tiệc sinh nhật đó. Có thích vậy không? Được giữ lại chị. Cảm nhận dễ thương. Thích không? Dạ thích. Thích liền luôn đúng không? Thích liền luôn đó. Thích liền là được rồi. Rồi, mời em trai ngồi. Xin mời nhà gái. Rồi, đi đây. Mời bạn trai giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn. Dạ, chào anh Diện Linh và chị Hồng Vân và khán giả xem chương trình và khán giả khán đài. Em tên là Nguyễn Văn Bé Bảy, năm nay em 30 tuổi, hiện là em là nhân viên thi công công trình. Quê em ở Long An, hiện tại em làm việc ở Vĩnh Long. Em thi công công trình là em làm gì Bảy? Làm bơm bê tông cho người ta anh. Bảy, bơm bê tông, 30 tuổi. Rồi, mình giới thiệu về bên mình đi. Dạ, em tên là Huỳnh Thị Phương Trang, em 27 tuổi. Em đến từ Long An ạ. Em hiện đang làm nhân viên văn phòng ở Long An luôn ạ. Như vậy là cùng quê với bên nhà Trang. Trang làm ở huyện nào Trang? Dạ em ở huyện Cần Giuộc ạ. Dạ. Là sát bên thành phố Hồ Chí Minh. Em dạ. Ở huyện nào? Dạ em ở huyện Vĩnh Hưng ạ. Vĩnh Hưng là gần biên giới. Dạ, dạ gần biên giới. Dạ. Cũng có gần không Linh? Cũng không gần lắm. Cũng Long An nhưng mà nó không gần lắm. Rồi bây giờ thì em cho đàn gái biết một chút ưu điểm khuyết điểm của mình đi Bảy. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh. Biết nấu ăn. Bảy nấu món gì Bảy? Dạ em biết nấu canh kho cá rồi anh. Bảy có gì gọi là ưu điểm gì vượt trội không? Dạ để vượt trội em là có hàm răng đẹp đều. Hả? Hàm răng đẹp. Hàm răng đẹp đều. Đẹp đều ha, trắng sáng luôn. Khuyết điểm của Bảy là gì? Dạ khuyết điểm của em là ít nói với gặp bạn nữ kia là hay mong không được. Là nhút nhát chứ bạn gái đối nhút diện nhát mà. Trước bạn gái. Dạ. Nhút nhát vậy có mấy bạn gái rồi? Dạ em có 2 mối tình à. Mối dài nhất là nhiêu? Dạ đều 2 mối tình thì được 5 rưỡi hết anh. 5 rưỡi đều hết vậy đó hả? Dạ. Đều như hàm răng vậy đó hả? Rồi sao chia tay? Dạ xa anh, xa một cách lộng anh. Xa là xa cỡ nào? Dạ em ở Long An mà bạn nữ kia một người ở Trà Vinh với một người ở Vĩnh Long. Trời đất ơi, tưởng đâu xa lắm, sát bên. Ôi rồi bây giờ là cũng xa nữa rồi sao, có giờ sợ được cái không? Trung tỉnh. Rồi còn mình bên đây sao cưng? Dạ em là một người vui vẻ, hài đồng và không giận lâu. Cái tánh nó tốt á. Rồi sao nữa nè? Không, nó ăn không tốt cho lắm. Bên đây kho cá nấu canh được, yên tâm. Bên đó là Bãi biết rồi. Em cái điểm yếu của mình là điểm dạ gì? Điểm yếu của em là em tính hơi nóng và lại suy nghĩ nó chưa có thấu đáo, cho nên đôi khi em có những cái quyết định nó hơi có gọi là vội nóng vàng, vội dạ. Vội vàng đúng không? Dạ. Khi mà em đối thì em hay cáu. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 3-4 mối tình nhưng mà chỉ là tìm hiểu mà nên không hợp, cảm thấy là không hợp với nhau á, cho nên là thôi không đi tới nữa. Có nghĩa là không có gì sâu đậm hết à? Dạ đúng rồi chị, có mối cao nhất là khoảng 6-7 tháng thôi. 6-7 tháng rồi sau đó chia tay. Dạ. Lý do tại sao không hợp? Không hợp là tại vì em muốn một bạn có thể hiểu được tính em, tại vì tính em cũng còn hơi trẻ con á, cho nên là có thể chịu được. Về một vấn đề đi, em thấy cái áo đó đẹp nhưng mà cái bạn đó lại thấy là không đẹp. Không đẹp. Dạ. Rồi là giận nhau đó. Rồi bây giờ bạn gái cho tôi biết được bạn muốn tìm một nửa yêu thương thế nào? Dạ em muốn một bạn cao khoảng 1m65 trở lên. Trời hơn luôn. Tròn tròn dễ thương tí, tròn. Có thích những người lãng mạn không? Lãng mạn nhưng mà trong giới hạn một miếng thôi chị. Tại vì lãng mạn quá thì tối ngày chỉ chăm lo lãng mạn thôi thì em không thích. Nếu mà ở miền Tây không, bạn như bên đây Long An cùng em thì được rồi. Dạ. Có cần khuôn mặt đẹp trai không? Không đẹp trai chứ cần vừa nhìn là được rồi chị. Ưa nhìn là được rồi phải không? Dạ. Để chị coi nha. Nhìn là ưa liền. Chào cưng. Dạ. Chà này cao à nha. Này hơi bộn à. Em cao nhiêu cưng? 7. Dạ em cao 1m74 ạ. Thấy chưa?
nó cao hơn anh luôn đó em. Còn Bảy sao? Bảy muốn cái mẫu mẫu hình lý tưởng của em sao nè? Dạ, mẫu hình lý tưởng của em là cao trên 1m55, trên 1m55, khuôn mặt dễ nhìn, bạn gái không lăng nhăng là được. Thì người ta yêu mình sao ta lăng nhăng được, khi nào ta hết yêu người ta mới lăng nhăng. Đó giờ con trai nghe lăng nhăng được, nghe gái lăng nhăng kỳ quá nha. Bảy, chị nói nghe nè, em có thuộc tiếp người lãng mạn không? Dạ có vậy. Đâu, ví dụ cái lãng mạn nhất của em là như thế nào, em kể chị nghe. Dạ, lãng mạn nhất của em là lúc sinh nhật bạn gái cũ em là em mua đèn cầy, xếp hình trái tim, gãi bông hồng trên trong đèn cầy á chị. Gãi bông hồng ở chỗ đèn cầy á hả? Dạ, rồi xong tắt đèn, đốt đèn cầy nó lên hình thành trái tim. Rồi cuối cùng em sao, bạn gái xúc động không, hòa vỡ không? Dạ xúc động. Rồi sao chia tay vậy? Ra trường rồi chưa có sự nghiệp á, với bên kia kêu cưới thì với em bên đây em đi làm gì ở chương trình với người đó. Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, bây giờ sinh nhật của mình người ta tổ chức như vậy bộ em thích hả? Dạ nếu có thì vui thôi chị, còn không có thì cũng được, mà không có cũng không được phải không? Đúng không? Có nhưng mà tiết chế lại cũng được. Tiết chế lại cũng được. Dạ. Tại vì rất nhiều người phụ nữ mà thấy bạn trai của mình hay chồng của mình không lãng mạn là khó chịu. Tự nhiên em lại không thích cái đó, trong khi bạn này quá lãng mạn luôn. Theo bây giờ chị hỏi em câu nha. Dạ. Em có muốn giữ lại cái tính lãng mạn của bạn này không? Lãng mạn nhưng mà vừa phải thôi, tại vì hồi nãy em nghe bạn nói là trải bông và đốt nến vậy. Đúng rồi. Làm dạ. Tiệc sinh nhật đó. Có thích vậy không? Được giữ lại chị. Dạ. Trời ơi, đàn ông ta lãng mạn phải vui lên chứ. Đều đừng có lãng mạn quá thành lãng nhắc thôi. Đúng không? À, dạ. Thường ha. Dạ. Trai chịu rồi đó. Em có ghen không? Em ghen nhưng mà cũng tùy chuyện anh. Nãy sao em nói em thích người bạn trai phải tròn tròn? Cảm giác khi là kiểu che chở mà được bảo vệ chị. Tại vì em ơi, mấy người tròn vậy, không bảo vệ ai thôi em ơi. Tròn cỡ này được không? Dạ được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với chị bạn thân với em gái của em ạ. Con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh và anh bên đây ạ. Tất cả mọi người. Con thấy sao dạ, con? Không? Dạ con thấy anh bên đây cũng dễ thương, vui vẻ. Nhưng mà quyết định là do chị con tại chuyện lâu dài. Con khẳng định cái răng bên đây, răng của anh bên đây đẹp không? Dạ đẹp ạ. Cái răng, cái tóc là cái gốc con người ha. Trai đi với ai? Dạ em đi với anh chị của em với bạn em. Rồi cái đó là chị gì? Dạ chị dâu thứ năm. À rồi chào chị cho ý kiến thôi. Chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Chị thấy bé em đây thì nhìn cũng xinh cũng được. Thì nếu mà có duyên thì hai đứa cứ tìm hiểu thì làm quen đi rồi coi làm sao rồi tính tiếp chứ. Bây giờ như tìm hiểu cũng nói qua nói lại cũng chưa được hiểu nhiều. Chị là chị dâu thứ mấy? Dạ thứ năm. Thứ năm rồi còn mấy chị dâu nữa? Dạ chị dâu thứ sáu. Oh. Rồi thứ mấy nữa? Dạ em dâu Út. Là anh thứ sáu. À có anh đi nữa năm, hả? 5, 6, 7 Út là mấy? Thứ mấy? Út là thứ 8. Trời ơi. Dâu thứ 8 luôn hả? Dâu 5, 6, 7, 8 luôn đó. Wow. Dễ sợ chưa? Rồi cả gia đình đi ủng hộ chú Bảy hả? Chú Bảy diễm phúc quá trời luôn á chú Bảy ơi. Mở rào đi. Bắt đầu đi bãi. Đó, đàn gái dễ thương lắm á bãi. Dạ. Dạ. Em cũng có một hòa thật. Cảm ơn. Con gì vậy Bảy ơi? Bảy, Bảy mở ra coi là cái gì? Là cái cà vạt ạ. Em đeo thử cho Bảy đi, coi có hợp không? Em, hợp em không biết lắm. Chị cũng không biết thắt luôn á. Thấy chưa? Rồi ngồi đi Bảy. Dạ, em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh cũng hiền. Dạ. Phù hợp với em cũng thích một người cao cao mà nước da ngâm ngâm như thế cho nên là... Dạ, cũng cười, được cười rồi dạ. Cười lớn lên Bảy, cười lớn lên. Dạ. Anh cảm nhận về em như thế nào sao mình? Cảm nhận em thì em dễ thương. Cũng như mẫu hình lý tưởng của anh. Dạ. Anh suy nghĩ cái quan niệm của anh về hôn nhân và tình yêu thế nào ạ? Nói về tình yêu là phải biết chung thủy. Rối rồi phải không? Rung quá. Bên đàn gái tôi xinh xắn quá mà.
Còn gì nữa bảy? Rung em không được. Rung quá đúng không? Chị nhìn bảy là chị biết bảy rối rồi đó. Nhìn là giống như bị tiếng sét ái tình á. Hẹn hò sao? À, cũng gần, tại vì em thì chạy xe đi xa cũng nhiều. Về miễn bạn gái nói về thăm là em chạy về liền. Em bây giờ này em thấy cô gái này em cảm nhận thế nào? Cảm nhận dễ thương. Thích không? Dạ thích. Thích liền luôn đúng không? Thích liền luôn. Thích liền luôn đó. Thích liền là được rồi. Anh sinh năm mấy vậy anh? Dạ em sinh 90. Anh sinh năm 90 luôn. Dạ. Thấy tội nghiệp không? Thấy cưng quá à, thiệt á. Hai đứa cưng lắm á. Trang ơi, dạ. Anh hứa là nếu chúng ta quen nhau á, anh sẽ chăm sóc cho Trang suốt cuộc đời. Suốt cuộc đời. Dạ, cảm ơn. Trời ơi, nghe nó đã làm sao đâu á, thiệt luôn. Bây giờ nè, phải bước tới nắm tay Trang, nói y chang về mỗi người. Trang chịu không? Bước tới. Nói đi cho người ta tin, nắm tay. Nhìn thẳng vô mắt nói gì đó. Trang. Dạ. Em có nguyện anh làm anh sẽ chăm sóc cho em cuộc đời không? Trước tiên thì em nghĩ là cho nhau cơ hội xong rồi mình tìm hiểu, nếu mà hợp thì mình sẽ đi sâu hơn. Dạ. Hỏi Trang chịu không anh không? Dạ. Trang có thích anh không? Tại vì mới gặp mặt cho nên là em có thấy anh là một người thật thà, cho nên là cùng quê với em cũng nói chuyện tốt ạ. Dạ. Tại... Rồi. Trở về ghế được rồi đó. Ráng nha bảy. Dạ. Sau 3 tiếng đếm, không biết cô kia bấm hay không. Thôi em bấm trước luôn nha. Bấm đi bảy, thích thì bảy bấm. Đúng rồi bảy ơi, không cần tiếng đếm luôn đó. Dạ. Mình thích là mình bấm thôi. Dạ. Trang. Rồi Trang sao nè? 1, 2, 3. Rồi bấm cái cạch rồi xong. Xong. Trang không bấm mà để tôi khóc liền luôn á. Cưng bảy quá trời luôn. Chụp liền, cái tay chụp liền chứ. Thấy chưa, có cảm giác gì nắm tay không bảy? Ấm ấm. Ấm hả? Dạ. Thấy thích không? Thích. Muốn nắm suốt cuộc đời không? Dạ muốn. Nói với người thân của gia đình Trang đi. Coi như hai bác coi ở truyền hình á, còn đây chỉ có một đứa em gái thôi. Nhìn thẳng vô máy nói chuyện thưa hai bác. À, dạ bác, con xin hai bác là cho con nắm tay và em Trang đi hết cuộc đời này. Xin phép luôn, xin phép cho con hôn cái Dạ, cho con xin phép hôn em Trang. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm. Bây giờ giữa cái ngoại hình đó với lại cái con người của ảnh thì em sẽ chọn cái gì? Dạ, em sẽ chọn con người. Đúng em rồi, sẽ chọn con người ơi. Đúng không? Dạ. Bên đây vỗ tay mừng quá kìa. Anh nghe nha, em không phải là người vĩ đại đâu anh, chỉ bình thường mỏng manh như hoa gió, lúc dạt dào lúc hờ hững xa lạ, lúc nồng nàn lúc hờ hững buông lơi. Rồi gặp anh lần đầu em bỡ ngỡ, nếu nên duyên chúng mình cùng hẹn hò. Xin chào em trai. À, xin mời nhà gái. Ngồi đi em. Mình sẽ nói lớn lên để bên kia cảm nhận như thế nào nha. Rồi mời nhà trai. Dạ, lời đầu tiên em xin chào anh Quỳnh Linh, chào em. Chị Ngọc Vân và bạn gái ở bên. Em tên là Lê Ngọc Toàn, em 29 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Quảng Nam. Qua anh mới Quảng Nam về nè. Dạ, em bữa trước em có biết anh về mà anh bận của em ra được. Trời ơi, gặp anh về bận gì bận ra, gặp anh chút uống ly cà phê chứ. Dạ, đợt sau anh vào thì em sẽ mời anh ly cà phê. Rồi, à, em làm nghề gì vậy? Dạ, em làm nhân viên văn phòng ở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam. À, rồi. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ, lời đầu tiên cho em chào cô Hồng Vân, chào anh Huyền Linh và chào bạn Nam bên kia và chào khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Rồi, em xin gái. Tự giới thiệu, em tên là Hồ Long Ẩn, em 26 tuổi, hiện là giáo viên và đang công tác tại trường Mẫu Giáo Hoa Phường ở Tánh Linh, Bình Thuận. Ủa, Bình Thuận với Quảng Nam có gần không Linh? Cũng không gần lắm. Vậy hả? Vậy à, nhưng mà không sao,
tình yêu người ta yêu còn nữa, quả địa cầu người ta còn yêu nhau được mà. Bên kia 26, đây 29 ha. Dạ vâng. Rồi bây giờ Nam có điểm mạnh điểm yếu nào giới thiệu cho bạn gái nghe đi. Những điểm mạnh của em là một người vui vẻ, nhiệt huyết. Em là một người sống nội tâm, thiên về gia đình nhiều hơn. Còn điểm yếu là sống về nội tâm nên đôi khi cái giao tiếp hoặc ra bên ngoài thì kém em. Ít nói ha, dạ, thể hiện ra bên ngoài. Dạ. Rồi mời nhà trai, nhà gái. Dạ em, điểm mạnh của em á là biết yêu thương và giúp đỡ bạn bè á. Khi mà bạn bè gặp khó khăn thì em luôn giúp đỡ bạn. Đặc biệt là đối với em là một cô giáo mầm non á, thì em rất là yêu trẻ. Cái việc nấu ăn uống á, thì em là một người phụ nữ trong gia đình. Dạ, điểm yếu của em thì hơi bị một chút nóng tính một xíu. Với lại một phần là em hơi nhút nhát với đám đông. Dạ, em nói chuyện khá là nhanh. Mầm non, vậy là biết hát, biết đọc thơ, biết múa, biết nhiều loại hình nghệ thuật đúng không? Dạ, chút chút thôi chú ơi. Giờ làm chút cho nó sơm tụ thôi. Dạ, một tiếng nữa đi rồi con đọc thơ được không chú Linh? À, được. Dạ. Cái gặp bạn bên kia bắt đầu đọc thơ. Có cảm xúc đọc đúng không? Dạ. Và bạn trai có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì 2 mối tình, một mối tình thời sinh viên, còn mối tình gần đây nhất thì từ năm 2015 tới 2018. Nhưng lý do tại sao mình chia tay? Khoảng cách cũng hơi xa, với lại gia đình bạn nữ cũng có trọng tuổi, tuổi tác. Còn mình thì sao? Mình có mấy mối tình rồi? Đối với em thì trải qua 2 mối tình. Một mối tình đầu tiên của em thì đó là sự tìm hiểu thôi, vài tháng thôi. Rồi mối tình thứ hai là mối tình khi mà em bước ra trường em đi làm á, thì em có quen một người bạn. Hai em với bạn đó thì chưa có cái sự hòa hợp với nhau, cho nên là tụi em đã kết thúc được năm rồi. Dạ. Vậy thì cái mẫu người đàn ông của em phải như thế nào? Thì nói chung mẫu người của em thì nó đơn giản lắm. Biết cư xử lễ phép với người lớn và yêu thương chăm sóc. Đặc biệt là với cái người bạn mà đồng hành với mình á, phải biết quan tâm. Dạ, trung thủy. Ngoại hình ha, thì anh đó là cao, nhìn cũng dễ nhìn một tí. Ăn nói thì lưu loát. Nãy giờ nói lưu loát không? Dạ, cũng khá được. Khá được, ta làm vào sở văn hóa, thể thao du lịch đó. Được không em trai? Dạ được. Dạ. Chiều cao thì cũng lúc được lúc không. Nếu mà muốn cao, tại vì muốn lúc được thì mình cam ăn dài cao lên. Em muốn cái bạn trai mình cao bao nhiêu? Dạ em muốn thì bạn trai là cao từ 1m68 7 cho lên. Cha có bộ căng à, bên kia nói vụ đi giày á là chị thấy hơi căng căng rồi. Chào em. Dạ em chào chị. Dạ giờ mình cao nhiêu nè? Em thì em 1m89 rồi. Tôi nhà trai tôi bị gọi là yếu chiều cao chút, nhưng mà tất cả mọi thứ đều có hết á. Về tình cảm nè, rồi nụ cười tươi, gương mặt cũng ấn tượng ha. Này đẹp trai lắm, đừng có giỡn nha. Đó, cao mà thêm gan là ngon lành luôn á. Bây giờ giữa cái ngoại hình đó với lại cái con người của ảnh á, thì em sẽ chọn cái gì? Dạ, em sẽ chọn con người. Đúng em rồi, sẽ chọn con trời người, ơi đúng không? Dạ. Bên đây vỗ tay mừng quá kìa kìa. Ủa rồi còn em sao, nói luôn nói đi. Nói cho dân có biết thế nào. Dạ, thật ra thì em không đặt tiêu chuẩn về bạn gái của mình. Em chỉ có quan niệm là phải hợp nhau hay không thôi. Tính tình thì có hiếu với gia đình, biết chăm sóc bản thân mình, không có giận hờn vô cớ. Đâu có ai khùng đâu giận hờn vô cớ. Ít nhất phải làm gì cho người ta mới giận chứ. Thành ra người đàn ông mình phải tìm hiểu tại sao người khác giận mình. Mình phải làm cái gì đó, thậm chí mình vô tình mình làm gì mình không biết. Chứ không ai tự nhiên đi đùng 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 lên khùng lên hết trơn á. Dạ, chào chú Hiền Linh. Hết hồn chưa? Hết hồn chưa? Có sợ yêu xa không? Dạ, yêu xa, nếu như mà có lòng tin thì sẽ vượt qua. Mình không thích đàn ông ở điểm nào? Người đàn ông á, con không thích đó là hút thuốc. Có hút không? Dạ, rượu, bia, thuốc, em không hút. Con thì không thích ghen. Tính của con là con sống rất là thoải mái. Dạ, con cũng vậy, con cũng không có ghen. Vậy thôi chứ phụ nữ mà không ghen là nó làm như ông thương tôi á. Nhớ nha, giờ nó không ghen mày mốt về bắt ta ghen là không được đó. Trai đi với ai vậy? Dạ, tại thì Quảng Nam mưa bão nên anh không đi được. Rồi, có nghĩa là không ai đúng không? Dạ vâng. Còn mình sao nè? Mình đi với ai? Dạ, thưa cô, con đi với mẹ và các chị của con. Cô thưa với Nguyễn Linh với lại MC Hồng Vân. Đối với cô á thì cô thấy ngoại hình này thì nói chung là theo tiêu chuẩn của bé thì nó hơi kém một chút, nhưng mà về cái tính tình rồi cách ăn nói thì thấy cũng được. Cũng được. Thì cô cũng mong sao cho bé nó đồng hành với bạn trai bên này thì cô ok. Okay. Cảm ơn.
Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Miễn sao bạn gái ok là gia đình ok. Là cố gắng nha em trai nha. Chuẩn bị mở rào. Chào em. Anh có món quà tặng em. Thật ra có một bó hoa nữa mà hồi nãy anh đi trên đường anh quên mất để trên xe nên anh tặng để em. Trời ơi, mua hoa rồi quên luôn. Mở quà đó có cái gì vậy? Dạ con xin phép mở quà nha. Là cái son. Trước là em rất thích nụ cười của bạn gái và giọng nói nữa nên thật ra em sẽ tặng cái son, mong rằng bạn sẽ luôn nở nụ cười, luôn vui vẻ trong cuộc sống. Dạ rồi em cảm ơn anh, món quà này em cũng rất thích. Dạ. Dạ, đến với chương trình ngày hôm nay thì em cũng có món quà nhỏ muốn tặng cho anh, tự tay em làm. Và trong tấm thiệp này em có viết một cái đoạn thơ. Dạ, tí em sẽ đọc cho anh nghe nha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ... Mở thơ, mở rồi, thiệp đọc kìa. Đọc thơ đi. Đẹp. Tấm thiệp hả? Dạ. Tự tay làm đó. Hình này sao giống dữ vậy trời. Em sẽ đọc cho anh nghe nha. Đúng rồi. Dạ, anh cho em mượn đưa, ký đưa, đó đưa. Dạ. Dạ, rồi, em xin đó, đọc đứng thơ. Đứng nó nghe luôn, đứng nó cho... nghe luôn. Anh nghe nha. Em không phải là người vĩ đại đâu anh. Chỉ bình thường mỏng manh như hoa gió. Lúc giặt giào lúc hờ hững xa lạ. Lúc nồng nàn lúc hờ hững buông lơi. Rồi gặp anh lần đầu em bỡ ngỡ. Nếu nên duyên chúng mình cùng hẹn hò. Trước khi em mua này em có nằm mơ có gì mà mua sao giống quá trời. Chắc này linh tính á. Cái giá quan thứ 6 mách bảo ha. Chắc là vậy đó. Trời, nó cưng hết sức nội. Nhìn này nhớ nó, nhìn nó nhớ này. Dạ. Anh có một câu hỏi này. Nếu sau này anh và em có thể tiến xa hơn á, thì một trong hai đứa sẽ phải chuyển công tác hoặc chuyển công tác, chuyển về nơi ở mới, thì em sẽ suy nghĩ thế nào về vấn đề này? Dạ, vậy cho em hỏi anh thử nha. Công việc của anh hiện tại đang ở đâu? Anh đang làm ở Quảng Nam. Dạ. Em có thể xin một cái trường mầm non nào đó cho bạn gái dạy được không? Cũng được ạ. Em không quan trọng về vấn đề nơi ở hoặc việc làm. Miễn là bạn gái ổn định trước rồi mình ổn định sau thì em có thể chấp nhận. Em về Bình Thuận được không? Dạ, cũng được. Mà thời gian đầu thì em phải ở nhà. Tại nhà em thì còn có cô và một bà nội nữa. Nên cũng hơi 5 người. Dạ, nhà em cũng vậy thôi. Nhà em thì... em trai của em thì làm ở Đồng Nai, còn có mình em là con gái nhà với ba mẹ thôi. Vậy thì đứa nào phải về nhà đứa nào? Chấp nhận làm rể được không? Dạ được. Đó rồi, dễ xong rồi đó. Anh nhìn em có như thế nào? Em có... cũng dễ thương. Dạ cũng... em cảm ơn anh. Nghe giọng nói em cũng rất thích. Dạ. Đã... rồi, rồi bà, em sao không hỏi đi rồi, em thấy anh làm sao? Tự nhiên em bối rối quá chị. Hỏi đi, hỏi đi. Em thấy anh có đúng tiêu chuẩn của em không? Anh thì nhìn cũng khá điển trai. Dạ, hoạt bát, vui vẻ. Chắc có lẽ là anh đang run đúng không ạ? Anh cũng run. Dạ. Nữ con trai mà mạnh dạn lên chứ. Không, tính anh cũng hơi chút nhát một tí. Anh thì sống nội tâm nhiều hơn. Dạ. Có nhiều lúc anh bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhiều quá. Không biết em... thấy thế nào à? Sống nội tâm thì cũng không có tốt lắm. Anh cứ bộc lộ ra hết đi. Cái anh nghĩ được, anh nghĩ được cái gì, anh nghĩ mình được cái gì á thì anh cứ nói ra hết, anh cứ trải lòng ra nói ra hết. Anh thích đi du lịch với lại chăm sóc chó mèo. Vậy hả? Dạ, trẻ con nữa, anh trẻ con anh cũng thích. Ví dụ như là ở xa vậy thì theo anh là mình gặp nhau á là bao nhiêu lần? Trong một tháng có thể 2 lần. Dạ. Anh có thể sắp xếp được anh 2-3 lần khó nha. Thứ bảy chủ nhật anh có thể sắp xếp đi vào cho nó được. Dạ. 2 lần thôi. Đi ngày về ngày gặp nhau. Ý em leo xe về. Trời ơi vậy luôn á. Để bạn gái ngồi đó, mình bước tới nhẹ nhàng nắm tay bạn gái, trìu mến nhìn thẳng vô đôi mắt ấy mà nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình. Nắm tay em được không? Dạ được. Nắm hai tay luôn. Nắm hai tay nhìn thẳng mắt của ấy. Đưa cái tay kia ra đi em gái. Đó, nắm chặt nhìn thẳng đôi mắt. Hôm nay thì anh đến đây với tấm chân tình của mình. Anh thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Anh và em có thể trao nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu và tiến xa hơn trong
Dạ, em cảm ơn những gì đã nói với em. Dạ. Rồi, về vị trí. Hai đứa nhìn thẳng ra phía trước, nhắm mắt lại. Đây là việc hệ trọng. Chúng ta bấm nút là chúng ta trao duyên cho nhau. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Em suy nghĩ điều gì em gái? Em xin lỗi anh ha. Em nếu như em bấm thì em không làm được trách nhiệm của em thì em có lỗi với anh. Sau chương trình này em và anh có thể làm bạn và mình chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Anh thấy em trai là bây giờ mình phải cố gắng, nếu mình thuyết phục hơn nữa, mình năng động hơn nữa, mình chia sẻ nhiều hơn nữa, chủ động hơn chút xíu nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ giành được trái tim mà mình đang đi tìm. Tăng 30.